Trong giai đoạn 2015-2018 thì Việt Nam sẽ có một làn sóng mua bán sáp nhập doanh nghiệp mạnh thứ hai với quy mô các giao dịch có thể vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được ban tổ chức diễn đàn M&A 2015 cho biết tại buổi họp báo mới đây. Theo công ty AVM, đại diện ban tổ chức, năm 2015 sẽ có tiềm năng bùng nổ, tạo dấu ấn cho làn sóng M&A thứ hai ở Việt Nam và kéo dài cho đến năm 2018. Tín hiệu rõ nét nhất là ở ngành ngân hàng, với từ 6 đến 7 vụ M&A theo dự kiến của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2014, thì hoạt động M&A tại Việt Nam đã sôi động trở lại, với mức tăng trưởng là 15% sau 2 năm chìm lắng. Tổng giá trị các thương vụ ước đạt 4,2 tỷ đô la, giá trị trung bình của các thương vụ vào khoảng 11 triệu đô la, tăng hơn so với mức từ 5 cho đến 8 triệu đô la của cách đây 3 năm. Các thương vụ lớn trong năm nay đều có vốn góp của nước ngoài. Trong các ngành thì bán lẻ dẫn đầu với số lượng các thương vụ nhiều nhất, chiếm 36% tổng giá trị toàn bộ các giao dịch trong năm. Lĩnh vực hàng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xếp thứ hai với tỷ trọng là 21% tổng giá trị các thương vụ.